Vụ hè thu nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do không đủ nước tưới nên hàng ngàn hecta lúa bị bỏ không. Vì vậy, các địa phương thì đã tích cực chuyển đổi đất lúa thiếu nước sang trồng các cây trồng cạn. Vụ hè thu năm 2023 có thời tiết nắng hạn kéo dài và diễn ra ngay từ đầu vụ. Tuy nhiên, trên các chân đất thấp đầy đủ độ ẩm, cây tăng trưởng nhanh, đặc biệt bộ phận thân lá phát triển mạnh, cho năng suất sinh khối cao. Giống ngô có khả năng chịu hạn và kháng sâu bệnh, mức độ trung bình, có khả năng phát triển tốt trong điều kiện thâm canh cao. Đây là yếu tố góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế. Việc triển khai mô hình sẽ tạo được bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Mô hình ngoài việc tiết kiệm nguồn nước tưới, đây còn là giải pháp hợp lý tránh tình trạng bỏ phí đất sản xuất, canh tác kém hiệu quả. Thông qua mô hình sẽ thay đổi phương thức canh tác, nâng cao trình độ thâm canh, khoa học kỹ thuật, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho các hộ dân.